Ở làm trong đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ phải làm ở trên ba cái sản phẩm lớn. Một đó là bất động sản, hai đó là cổ phiếu nói cụ thể là cổ phiếu Việt Nam, ba là thị trường quốc tế, thị trường tài chính quốc tế. Thế vậy là sẽ có ba cái sản phẩm đấy và chúng ta cứ luân chuyển trong ba cái thứ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà làm chỉ một thứ sẽ có đến lúc có một thứ nó sẽ rất là nguội lạnh. Có lúc thị trường bất động sản nó sẽ đóng băng, rồi các bạn sẽ được xem. Nó không đến mức tồi tệ đóng băng thì nó cũng có cái là gì, là cái thanh khoản nó sụt giảm rất là nghiêm trọng và làm cho cái lượng mua và bán nó còn rất là ít, và có tóm lại là gì, nó có không còn hấp dẫn nữa, trong ngắn hạn nó không còn hấp dẫn nữa. Đấy thì lúc đấy thì chúng ta sẽ còn backup hai kênh kia để chúng ta làm việc, đúng không ạ? Và nếu như bạn chỉ tập trung mỗi chứng khoán trong nước thôi, có rất là nhiều anh em là tập trung mỗi chứng khoán trong nước thôi, thì sẽ đến cái lúc mà là thị trường cực kỳ ảm đạm. Thị trường ảm đạm đến mức độ là chúng ta gì, nhìn vào cái khối lượng giao dịch trong ngày ấy, nó chỉ có 100 cổ với 200 cổ, hoặc là gì, nhìn trắng tinh cả bên mua bán không có cái giao dịch gì hết, thì lúc đấy là siêu ảm đạm. Đấy thì lúc đấy có nghĩa là gì, lúc đấy nếu mà chúng ta chỉ làm mỗi cổ phiếu thì nó cũng không có trò gì để làm cả, đúng không? Và lúc đấy chúng ta buộc chúng ta phải nắm vững ở thêm một cái kênh nữa là kênh ở quốc tế, thì thầy liên tục nhắc đó là kênh đầu cơ, hay còn gọi là gì, tính toán ngắn hạn để tìm ra những cái chu kỳ nhỏ ở trong một vài tuần hoặc là một vài tháng để chúng ta follow theo. Thì lúc đấy chúng ta có ba cái thứ đấy là chúng ta sẽ làm liên tục không bao giờ hết việc đấy. Và cái đoạn bất động sản ngon thì nó bây giờ đi qua rồi, bây giờ mọi thứ nó đang rất là cao, cho nên là đến bây giờ mà chúng ta tập trung toàn bộ công lực vào bất động sản là hỏng, đúng không? Cho nên là bây giờ đến đoạn này lại cổ phiếu nó rất là đẹp, cho nên là trong cái dòng thứ hai thì nhắc mọi lớp ấy, là đến 2022 và 2023 đây là thời khắc dành cho chứng khoán. Cho nên là sau những cái cú điều chỉnh như này mình phải cảm ơn thị trường. Còn nếu như mà không có những cú như này mà nó vẫn ở trên cái vùng 1.500 điểm chỉ số thì làm gì mình có cơ hội để gia tăng thêm cái số lượng cổ phiếu, đúng không? Đấy, cho nên là đến bây giờ bắt đầu nó lại là gì? Nó lại bắt đầu đến một cái chu kỳ nữa. Cho nên là cứ mỗi một lớp club học là chúng ta sẽ lại được một nhấn vào một cái gì đấy quan trọng nhất. Như K9, K10, K11 là tập trung vào bất động sản nông thôn, có rất là nhiều anh chị thắng lớn. Không phải lớn mà là rất lớn luôn. Đấy, trong vòng có mấy năm kiếm cả mấy chục tỷ, rất lớn luôn. Đấy. Cho nên là chúng ta học ở đây không phải là chỉ học mỗi kiến thức về mấy cái đồ thị này, mà chúng ta bản chất là chúng ta hiểu được cái chu kỳ của nền kinh tế. Thì khi được hiểu rồi thì bắt đầu là chúng ta tư duy đầu sóng. Thì năm nay có thể là bất động sản ở vùng này, năm sau có thể là cổ phiếu ở dòng này, năm sau nữa nó có thể là một cái sản phẩm gì đấy nữa. Đấy. Đúng nào? Còn xét nếu xét tình trạng chung này, giống như thầy nói là tại cái thời khắc mà ví dụ như là giá cà phê nó xuống rất là thấp, thì lúc đấy nó cũng rơi vào tầm cuối năm 2019 đầu năm 2020, giá cà phê rất thấp, nhìn là đồ thị kỹ thuật của cà phê rất thấp, thì có bạn không mua cà phê mà người ta mua đất trồng cà phê. Đấy, cái hay của chúng ta là chúng ta nhìn được chu kỳ như vậy, và tương lai anh chị sẽ được thấy tương lai sau cái nhịp mà chúng ta làm việc với chứng khoán trong nước này, tương lai là chúng ta khả năng cao là toàn cầu sẽ bị khủng hoảng năng lượng, à xin lỗi, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng lương thực. Cho nên chúng ta có thể tìm kiếm đến những cái mã cổ phiếu liên quan đến nông sản thì chúng ta cũng sẽ thành công lớn đấy.